người suy nghĩ tích cực sẽ suy nghĩ như sau. Mình bây giờ ngoài 40 tuổi chắc là đi khám thì cũng đầy bệnh. Có khi là bây giờ kiểm tra đâu cũng ra bệnh. Còn người tích cực sẽ nghĩ, không, cơ thể tôi sẽ tự điều tiết được, tự chữa bệnh được, tự nghe ngóng. Còn nếu nó có bệnh tật chỉ nó bột phát ra, và năng lực của tôi là tự điều tiết, bách bệnh tiêu tan bằng tinh thần mạnh khỏe. Ông tiêu cực sẽ nhìn về năng lực của mình như này. Cơ mình bây giờ trên 40 tuổi rồi còn làm cái gì? Mình làm gì có năng lực tính toán thì kém, công trừ thì kém, giao tiếp thì kém, vừa lùn vừa xấu trai còn mặt dỗ. Còn làm được cái gì? Như thằng kia nó vừa thông minh, con nhà giàu, cao giáo rồi đi xe Bentley thì nó còn phát triển được. No. Mỗi một con người có một sức mạnh khác nhau, mỗi một con người có ý chí khác nhau. Tương lai của bạn không lệ thuộc vào bất kỳ ai trên hành tinh này, chỉ lệ thuộc vào một mình bạn mà thôi.